dù không nằm trong vùng rốn lũ như các địa phương ở hạ du sông Vu Gia Thu Bồn, nhưng 3 năm trở lại đây, người dân thành phố Tam Kỳ vẫn phải sống chung với ngập lụt. Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Nam đang tìm các giải pháp phù hợp để chống ngập lụt cho thành phố Tam Kỳ và vùng phụ cận. Cuối tháng 10 vừa qua, đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày đã làm hơn 4.000 ngôi nhà tại thành phố Tam Kỳ ngập sâu trong nước. Không chỉ ngập các khu, điểm dân cư, các tuyến đường giao thông cắt giữa thành phố và quốc lộ 1A cũng bị ngập sâu, khiến cuộc sống người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đảo lộn. Ở đây là Nam Hồ, nếu mà mưa đến mùa mưa là úa thật, như nước mưa to là nước vô nhò. Như lớn lên đường thì ngập hết, nhò vô khoảng cứ xá tắc, còn chuẩn bị chiếc thuyền, mình phương tiện đi ra đi vô. Có nhiều nguyên nhân khiến thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu. Tuy nhiên, do đầu tư xây dựng không đồng bộ, nhiều đường giao thông qua sông khi chưa xây dựng, chưa tính đến các khẩu độ lưu vực thoát lũ, đã gây cản trở dòng chảy, khiến hơn 145.000 người dân thường xuyên bị ngập lụt. Đồng thời, nước từ trên huyện Phú Ninh và vùng Nam huyện Thăng Bình đổ về, cộng với nước sông bên ngoài dâng cao nên việc thoát nước càng khó khăn. Ngoài những cái giải pháp như vậy thì chúng ta nên giữ được các cái khu trữ tự nhiên, bảo tồn các khu trữ tự nhiên như là hồ sông Đầm và các cái vùng hạ lưu ven sông Tam Kỳ, Bản Thạch cũng như sông Trường Giang. Chúng ta tránh trường hợp chúng ta quy hoạch và san lấp ở những cái vùng đó thì nó sẽ ảnh hưởng nó rất là lớn đến cái mực nước của sông Tam Kỳ, Bản Thạch. Chúng tôi đang phối hợp với Đại học Bách khoa Đà Nẵng và các đơn vị liên quan để sớm sơ bộ đánh giá được cái nguyên nhân gây nên cái ngập lụt thành phố Tam Kỳ trên cơ sở đánh giá tổng thể và toàn diện các cái lưu vực có liên quan. Bên cạnh cái đề tài đó thì chúng tôi cũng làm việc với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Châu Á. Trong quá trình họ tài trợ cho các cái dự án phát triển của tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi cũng đề cập vấn đề này để họ đưa ra những cái tư vấn độc lập của quốc tế đánh giá cái nguyên nhân ngập lụt của Tam Kỳ và cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng ngập lụt đó. Nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh đẩy nhanh nghiên cứu khoa học để tìm giải pháp phù hợp, tỉnh Quảng Nam cũng cần hoàn thiện quy hoạch chung của tỉnh. Trong đó, quy hoạch vùng đông cần tính toán các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục tình trạng ngập lụt. Đặc biệt, cần xây dựng đề án để thành phố Tam Kỳ thích nghi với lụt nhưng không ảnh hưởng đến đời sống cũng như trật tự xã hội.